làng chài Singapore thập niên 1960 qua ống kính quốc tế. Khu vực bến tàu Cape Fort ở vịnh Marina, Singapore năm 1964 nhìn từ máy bay. Không ít người vẫn vội nhận rằng Singapore thập niên 1960 chỉ là một làng chài nghèo khó. Loạt ảnh do các phóng viên quốc tế thực hiện về đảo quốc sư tử thời kỳ này sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ. Quang cảnh bờ sông Singapore với sự tương phản của tòa nhà bảo hiểm châu Á mang phong cách kiến trúc hiện đại, phía trái, cao nhất trong thành phố, với các tòa nhà thời thuộc địa. Trên mặt nước, những con thuyền tam bản chèo tay hoạt động đồng thời với các thuyền máy tân tiến. Ảnh chụp tháng 10 năm 1962, khu vực trung tâm lịch sử của Singapore với cung điện Victoria ở giữa và nhà quốc hội phía phải khoảng năm 1960. Tòa nhà Fullerton nhìn từ trên cao. Ban đầu tòa nhà này là khu văn phòng, sau đó trở thành tổng cục bưu điện và rồi khách sạn 5 sao nổi tiếng của Singapore. Ảnh chụp năm 1966. Khách sạn Fullerton nhìn từ phía cầu Anderson, Singapore năm 1962. Một góc con phố nhộn nhịp xe cộ với hậu cảnh là một thánh đường Hồi giáo bề thế, Singapore năm 1962. Đảo quốc này là nơi hội tụ của các tôn giáo lớn như Phật giáo, Ấn giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Khung cảnh ở phố Upper Hawking trong khu phố tàu, nơi sinh sống tập trung của người Hoa ở Singapore, nơi cái cũ và cái mới giao hòa. Ngày 6 tháng 2 năm 1962, bảng hiệu tiếng Hoa, những ngôi nhà 3 tầng san sát, sào phơi quần áo chìa ra từ các cửa sổ là hình ảnh đặc trưng về khu vực này. Một người phụ nữ người Hoa với quan gánh trên vai bước đi trong khu phố tàu Singapore, ngày 6 tháng 2 năm 1962. Bảng hiệu neon rực rỡ của một câu lạc bộ ở Singapore năm 1962. Hoạt động diễu hành với 25.000 người tham gia trước tòa thị chính trong lễ kỷ niệm 2 năm ngày độc lập của Singapore, ngày 16 tháng 8 năm 1967. Nữ diễn viên ca sĩ người Anh Jean Simmons, sinh năm 1929 mất năm 2010, ngồi trên xích lô trước khách sạn Raffles ở Singapore tháng 3 năm 1960. Những con thuyền thô sơ chen chúc nhau trên sông Singapore khoảng năm 1960. Xà lan chở hàng hóa của người Hoa qua lại tấp nập trên sông Singapore, dòng sông có tầm quan trọng đặc biệt với nền kinh tế của đảo quốc sư tử, thập niên 1960. Những con thuyền di chuyển trong ráng chiều trên sông Singapore, 1962, bên bờ sông là khu phố thương mại sầm uất với những ngôi nhà san sát. Một góc Singapore năm 1962 nhìn từ trên cao. Một chiếc xe kéo ở góc phố Telok Ayer Buntap, Singapore tháng 11 năm 1960. Một con phố nhộn nhịp ở Singapore năm 1962.
khung cảnh tại một khu chợ họp vào buổi tối năm 1962. Trong sân một ngôi chùa ở khu phố Tàu năm 1962. Người dân Singapore thư giãn tại một con đường ven biển năm 1962. Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Singapore tháng 4 năm 1967. Dân chài Singapore kéo con rùa biển mới bắt được lên bờ năm 1962. Đám đông tụ tập tại một ngã tư năm 1962. Một bể cá tại khu thủy cung Van Cleef khoảng năm 1962. Thủy cung này khai trương năm 1955 tại công viên Fort Canning, đối diện với đường River Valley ở Singapore. Một phụ nữ cho bầy khỉ hoang dã ăn trong công viên Singapore thập niên 1960.